Nào, như vậy là các bạn làm gặp rất nhiều khó khăn đúng không? À, câu 76. Các bạn chữa bài có cẩn thận không ấy? Nào đấy, đi một cái bài như này nhá. Đấy, sẽ đi như nào? Ok. Chúng ta sẽ phải củng cố thêm nhá. Đây là cái củng cố một số dạng bài tập của con lắc đơn. Ở tại nơi ra trước cộng trường G là 10 này. Con lắc đơn này. Đấy, các thấy là cho G chưa? Cho G, cho L thì có phải ra được omega không? Đấy, nhưng mà chưa tính vội, cứ để đấy xem nhá. Dao động với biên độ góc 60 độ. To như này này mà, đúng không? Trong quá trình dao động cơ năng thì được bảo toàn này. Tại vị trí dây treo hợp với góc thẳng đứng là 30 độ, tức là góc alpha bằng 30 độ. Anh cứ coi đấy alpha 1 đi. Thì gia tốc của vật là bằng bao nhiêu? Được chưa? Đấy. Ok, câu này một câu cũng khá là dị đúng không? Khá là dị. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập trung lên đây nhá. Đấy, bây giờ các bạn sẽ hình dung cho anh là các bạn có cái gì rồi nhỉ? Các bạn có cái gì? Có cái omega đúng không? Tính thêm omega nào. À, căn gì? G chia L. Được bao nhiêu? Tính cho anh. Bao nhiêu? Căn 10 là gì? Xấp xỉ pi đúng không? Đấy. Xấp xỉ pi. Đúng không? Căn 10 xấp xỉ pi. Ok. Cơ năng thì được bảo toàn. Vậy ta có alpha thì bằng 60 độ. Đúng không? Alpha 1, alpha 0 thì là 60 độ, alpha 1 thì bằng 30 độ, alpha 0 là đây là biên độ nhé các bạn nhé, là biên độ. Đấy, biên độ. Nào. Để xem nào, cái này thì để anh xem cái cách tính ở đây như nào cho nó hợp lý nhá. Các bạn tính cho anh cái này chứ. A hướng tâm thì sẽ bằng V bình chia cho L. Có biết công thức này không? À, bây giờ mới biết à? A hướng tâm nhá, thì công thức chuẩn của nó là V bình chia cho R nhé, hoặc là bằng omega bình nhân R. Ở chưa? Đấy. Thì anh đang xem bài này. Bài này thì các bạn phải khẳng định luôn một cái, nó là nó không dao động điều hòa, không dao động điều hòa đấy, bởi vì cái góc nó là bao nhiêu độ các bạn, góc tận 60 độ, góc lớn như thế thì làm sao mà dao động điều hòa được đúng không? Đấy. Nào, ơi nói đi, cái gì? Đúng rồi, lấy 887 đấy, em tính như nào? Đúng rồi, chính xác, tính hai cái a trong công thức a toàn phần thì nó sẽ, thì nó ra như thế đúng không? Nào, bây giờ các bạn tính a hướng tâm. A hướng tâm thì các bạn sẽ được là hình như omega bình nhân nhân L thì nó hay nhanh hơn nhỉ? Không, bình có phải là bi bình là 10 không? Lúc em làm là 10 không? 10 nhân L là nhân với 1 thì có phải là bằng 10 đúng không? Mét trên dây bình, được chưa? 10 mét trên dây bình. Đúng chưa? À. V bình triệt tiêu ạ, V bình nhỏ. Rồi. Rồi. Từ từ nhá, tức là bạn ý dùng công thức này, a hướng tâm là bằng, để anh xem hai cái a hướng tâm này có giống nhau không. À, các bạn có nhớ là V sẽ bằng cái gì nhỉ? À,
2GL nhân cos alpha trừ cos alpha 0 chia cho L là chia cho 1 đúng không? Chia cho L thì tán ước cái này đi. Thì là 2 nhân mấy? 10 nhân cos của 30 độ trừ cos của 60 độ. Các bấm cho anh xem xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Ừ. 7,32 mét trên dây bình. Thế thì các bạn sẽ dùng cái công thức này chứ không dùng công thức này nhá. Tại vì đây không phải chuyển động tròn đều, nó chỉ là chuyển động tròn thôi, không đều, nên là cái omega ở đây nó hơi omega ở đây nó sẽ dùng vào đây nó sẽ bị fail nhá. Đấy, mặc dù công thức là nó như đấy, các có hiểu không? Tức là cái chuyển động của nó ấy, nó sẽ ví dụ như là nó ra biên thì nó chậm dần, nó vào biên thì nó làm sao nhanh dần đúng không? Đấy, 7,32. Đợi anh thì anh xem là từ được chưa? Được chưa? Cả lớp đã hiểu cái giá tốc hướng tâm chưa? Nhá, giá tốc hướng tâm. Rồi. Đấy, thế thì các bạn sau cứ nhớ cho anh công thức A hướng tâm ở trong con lắc đơn nhá. Đấy, các bạn ghi là V bình chia L là áp dụng cho mọi trường hợp. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta còn một cái thành phần nữa đúng không? Vừa nãy chúng ta học cái đoạn này rồi, đoạn này hơi khó nâng cao một chút. Vừa nãy chúng ta học hai thành phần. Thành phần thứ nhất là A hướng tâm. A hướng tâm thì bằng V bình chia L. Còn A tiếp tuyến, bây giờ các bạn sẽ thử cho anh hai cái trường hợp nhá. Trường hợp thứ nhất là omega bình nhân F, và trường hợp thứ hai là các bạn sẽ dùng cái công thức anh sẽ bổ sung cho bạn ngay sau nhá. Đấy, nào, bây giờ các bạn thử tính cho anh xem nào. Thử tính cho nhá. A tiếp tuyến mà bằng trừ omega bình nhân F đúng không? Đấy, thì bằng bao nhiêu? Xem nó có xấp xỉ không, nó có đúng không? Xem nào, omega bình ở đây là anh vừa lấy cái kia là omega bình nhân R ở đây, kia là sai rồi còn gì, đúng không? Nên là anh vẫn muốn thử để xem ở trong cái này nó có chấp nhận trường hợp này không, nhưng mà nhìn khả quan là khả năng là tiếp tuyến của nó cũng bị sẽ bị sai theo đấy. Ăn g chia l thì trừ omega bình bằng g chia l tức là vẫn bằng 10 nhỉ. Đấy, bằng 10 trừ 10 nhân với s, s ở đây là bao nhiêu? S ở đây là bao nhiêu các bạn? Nào. S ở đây nào, các bạn nhớ là F của chúng ta thì có phải bằng alpha nhân với L không các bạn? Đúng không? Đấy, là alpha nhân với cả L. Thì cái này nó sẽ bằng trừ 10 nhân với alpha, các bạn nhớ là 30 độ. Nhưng các bạn phải đổi ra radian, tức là pi trên mấy?
30 độ là vi tiết 6 nhân với L là nhân với 1, vậy xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Xem có chấp nhận được không? Hình như là hả? 5,23. 5,23 pi chia 6 thêm dấu trừ. Ok, không vấn đề, thì cái này là dấu trừ. Thì nếu các bạn thử bình phương hai thằng này cộng vào với nhau rồi lấy căn đi, a tổng hợp nó sẽ bằng bao nhiêu? Dạng này hơi con này hơi khó các bạn nhỉ. A tổng hợp nhá. A tổng hợp thì sẽ bằng căn bậc 2 của a hướng tâm bình phương cộng a tiếp tuyến bình phương bằng bao nhiêu? 8,99 mét đúng không? Đổi ra có đáp án đây không? 8,99 đúng không? Đấy, xấp xỉ. Rồi ok. Nào. Như vậy ở đây thì các bạn có thể khoanh được cái đáp án gì? Đầm D. À, bây giờ anh muốn các bạn, anh muốn từ từ bình tĩnh. Anh sẽ cho các bạn ra số chính xác luôn được không? Anh sẽ ra số chính xác luôn chứ không phải là như thế. Rồi, thế đây là một cái cách đấy nhá. Bây giờ như vậy là chúng ta vẫn nợ cái vấn đề là nợ cái công thức a tiếp tuyến, một công thức gọi là dùng cho mọi trường hợp nhá. Anh nhớ là công thức này thực ra nó đúng, nhưng nó chỉ đúng cho gì? Chỉ đúng khi dao động điều hòa. Đấy, các bạn nhớ là nhớ cái bài có lắc đơn các bạn nghe và giảng nhá. Anh hôm đấy đây này, mấy bạn mới là mấy bạn hôm trước nghe, hôm đấy anh nói chết rồi, anh viết cái bài giảng này ở chỗ này à? Từ từ, chết rồi, rồi chết nhầm rồi, sao chép lý 12 dán đây rồi. Ok nào. Không, bạn có nhớ hôm trước anh dạy cái bài có lắc đơn ấy, anh đã nói là dao động của có lắc đơn không phải dao động điều hòa không? Nó chỉ được coi là dao động điều hòa khi nó đủ nhỏ. Và ở đây ấy, anh nghĩ là một số công thức nó đang gây cho các bạn cái sự rối nhiễu khi mà lúc thì nó điều hòa và lúc thì nó không điều hòa, đúng không? Đấy, thế thì tí nữa chúng ta sẽ phải chia làm các cái cụm là cụm nào là điều hòa và cụm nào dùng cho tất cả, đúng chưa? Thì bạn nhớ cái đoạn năng lượng mà anh xử lý không? Thì năng lượng này thì anh đã nói rõ là năng lượng là nó sẽ đúng cho mọi trường hợp kể cả không dao động điều hòa. Cái đoạn năng lượng, đúng chưa? Đấy, rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng bây giờ chúng ta sẽ xử lý câu này là câu này nó không dao động điều hòa thì chúng ta sẽ phải dùng công thức gì? Thế thì ở đây nó lại là một cái công thức mà thực ra chúng ta đã học nhưng mà nó học ở lớp 10. Đấy, đã học nhưng học ở lớp 10. Em mời các bạn nhìn ở đây nhá. Đấy, các bạn nhìn ở đây. Các bạn nhìn vào hình vẽ khi chúng ta lệch một góc alpha. Thế thì các bạn sẽ hình dung cho anh là chúng ta sẽ có những cái gì đang tác dụng vào cái con lắc này nhỉ các bạn nhỉ? Những có lực gì tác dụng vào con lắc này? Đầu tiên là cái gì đây? Lúc nào cũng bị cái gì kéo xuống đây? À, trọng lực P kéo xuống. Và cái thứ hai là lực căng dây T, đúng không? Đấy. Và khi nó sẽ tạo thành một cái, tức là cái này ấy, nó sẽ tạo thành hai cái thể đối trọng với nhau. Đấy. Cái đầu tiên là cái thằng P, P này là PI và bên ngang này gọi là P, PX. Đấy, có hiểu cái phân tích lực này không? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn thấy là hình dung là PX nó sẽ sinh ra một cái lực kéo nó về. Em hiểu không? Kéo nó về. Nhớ chưa các bạn? Kéo nó về cái vị trí cân bằng. Đấy. Đấy, các bạn nhớ nhá, a hướng tâm, a tiếp tuyến, các bạn hình dung là kéo vật về vị trí cân bằng. Đấy. Thế thì ở đây cái công thức của a ấy thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ là bằng g. Đấy, nó là trọng lực kéo nó xuống mà các bạn. Hiểu không? Nó là trọng lực kéo nó xuống, vậy nó là g nhân sin alpha các bạn nhá, nhân sin alpha này. Đấy. Nó là g nhân sin alpha. Thế thì ở đây các bạn sẽ có g là 10 đúng không? Nhân với sin alpha là sin của 30 độ thì nó sẽ bằng 5 mét trên giây bình. Bây giờ chúng ta sẽ thử, bây giờ thử cái đề này. Đấy, sửa cái đoạn này. Đó là căn bậc 2, các bạn thử thay xem nó có số nó đúng chưa nhá. A hướng tâm vừa nãy là bao nhiêu các bạn?
7,32 bình phương này cộng với 5 bình phương, xem nó có lần này đã xấp xỉ được cái 8 bao nhiêu hay chưa. 8,87 đây đúng không? Đấy. Như vậy là bài này nó sẽ dùng công thức gọi là công thức gì đây? Ở công thức G nhân sin alpha. Đúng chưa? Đấy. Nhá. Đấy. Các bạn có hiểu không? Nhá. Thế thì bây giờ anh thử hỏi các bạn là ví dụ ở tại vị trí cân bằng như này thì nó chỉ có cái gì thôi? Tại vị trí cân bằng. Đấy, tại vị trí cân bằng. Đấy, thì làm gì có tiếp tuyến? Đúng không? Tại vị trí cân bằng thì A tiếp tuyến bằng 0. Nhưng lúc này chỉ có A hướng tâm thôi. Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Nhá. Đấy. Rồi, ok. Em đây nhá. Nào. Cả lớp mình đã hiểu cái câu vừa rồi chưa? Đấy chưa? Như vậy à, cái vấn đề gia tốc nó cứ xoay quanh hai cái, đó là gia tốc tiếp tuyến và gia tốc trọng trường, đúng không? Nào, bây giờ nhá, bây giờ nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đào lại cái gốc rễ một tí. Tức là bài vừa rồi đúng không? Cái bài 79 vừa rồi nó bắt tìm gia tốc tiếp tuyến đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá xem cái đáp án nó có giống không. Nào, công thức của lấy gia tốc tiếp tuyến của chúng ta là gì các bạn? A tiếp tuyến bằng gì? Bằng G nhân sin an. Đúng không? Đấy. Ok, thế bây giờ A gia tốc tiếp tuyến 1 thì bằng G nhân sin của bao nhiêu nhỉ? Ở tại vị trí động năng bằng 2 lần thế năng. Đúng chưa? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn thấy ở đây nhá. A tiếp tuyến 2 thì bằng G nhân với cả 0,1 đúng không? Đấy, thả nhẹ tức là G nhân với 0,1 nhân với sin của 0,1. Đúng chưa? Còn cái chỗ này thì chúng ta đang chưa có gì các bạn nhỉ? Chưa có cái góc. Đấy, nên bài vừa rồi chúng ta dùng cái công thức kia, thế bây giờ bài này dùng công thức, bây giờ anh dùng công thức này xem tổng quát xem nó có ra kết quả đúng là đáp án A như chúng ta không? Cả lớp có hiểu không? Đấy. Thế bây giờ các bạn sẽ phải đi tìm góc các bạn ạ. Nào, bây giờ tại vị trí động năng, bây giờ các bạn lại có động năng này bằng 2 lần thế năng đúng không? Đấy. Thế thì các bạn sẽ có ở đây này, các bạn nhìn kỹ này, ở đây này. Chúng ta sẽ có lúc này là động năng bằng 2 lần thế năng, vậy thì thế năng sẽ 3 lần thế năng sẽ bằng cơ năng đúng không? Đấy, bạn nhìn kỹ công thức mà anh sẽ dùng nhá. 3 lần thế năng có phải là bằng 3 nhân anh dùng công thức 3 nhân mgl mở ngoặc 1 trừ cos
alpha là cái góc chúng ta cần tìm, thì bằng MGL nhân mở ngoặc 1 trừ cos alpha 0 không? Ở lớp có hiểu không? Đấy. Thế thì anh sẽ gạch cả MGL đi. Đúng không? Đấy, anh sẽ có là 1 trừ cos của alpha đấy, nhân với 3 thì bằng chỗ này là 1 trừ cos của 0,1 à? Đúng không? Đúng 0,1 radian không? Đấy, tất cả chia cho 3. Đấy. Được chưa? Được chưa? Đấy nha. Nào, bây giờ các bạn sẽ bấm cho anh xem nào. Đấy. Như vậy nó sẽ là 1 trừ x này. Anh chọn đây là x nhá. Đấy, radian này. Thì bằng bên này là bao nhiêu đây? Phân số bao nhiêu đây? 1 trừ cos của 0,1 tất cả chia cho 3, ship sâu thêm được x bằng bao nhiêu nào? Đấy, xấu, rất xấu đúng không? Lưu của A, ship cho to A. Đấy, vậy góc chúng ta cần tìm, góc chúng ta có được, à, đây là cos alpha chứ, đúng không? Vậy góc chúng ta cần tìm nó phải là ship cos của A. Đấy, 0,0577 ship cho to B. Đấy, đây chính là góc của chúng ta. Cả lớp hiểu chưa? Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta tính tỷ lệ này. Có phải là cái góc chúng ta tìm được là G nhân sin góc B không? Đúng không? Thế bây giờ tỷ lệ A1 chia A2 có phải là bằng sin của B chia cho sin của 0,1 không? Bấm thôi, thử xem nào xem có đúng bằng như vậy không? Phân số sin B. Đấy, chơi với cả số xấu nhé. Chia cho sin của 0,1. Nào, cùng quan sát này, bằng 0,577. 0,577 bình phương lên thì anh nghĩ là đúng rồi, đúng rồi, gần bằng không? 0,577 thì 1 chia cho căn 3 cũng là 0,577, hiểu chưa? Như vậy là chúng ta sẽ, anh nghĩ là để cho các bạn gọi là đỡ bị nhầm lẫn thì anh nghĩ là các bạn sẽ dùng hết theo công thức mà công thức này đi nhá. Vậy thì túm lại này, đến đoạn này chúng ta túm lại một phát nữa này, túm nó lại nhá. Đấy, cụ túm lại chúng ta nên không viết này, nó văn nó không hay. Đấy, túm lại để nhớ ít thì ta chỉ cần nhớ cụ công thức của cụ công thức con lắc đơn trong trường hợp tổng quát nhớ chưa? Ví dụ như là vừa nãy vừa trang trang có nhớ cái câu của vừa nãy em tra đúng không, thì cái đáp án nó dùng một công thức khác, trong khi đó anh dùng công thức kia nó cũng ra như thế, có hiểu không? Thế thì bây giờ mình tốt nhất là bây giờ mình nhớ các cái công thức mà tổng quát đi, đồng ý nào? Thế thì chúng ta sẽ có những cái công thức nào? Đầu tiên, một là công thức liên quan đến năng lượng nhá, năng lượng này. Đấy, chúng ta sẽ cùng đóng khung cho anh những cái công thức này, nó là đúng cho mọi trường hợp cả lớp nhớ chưa? Đó là công thức liên quan đến thế năng. Nhật Linh để đọc cho anh thế năng của Clark đơn là gì? Nhắc lại được, lại vẫn chưa thuộc này. Cười này. Trời ơi. Học bài nào thuộc bài đấy đi. MGL nhân 1 trừ cos alpha đúng không? Từ đây suy ra V kép thế năng mắc là bằng cơ năng đúng không? Quang Linh là bằng bao nhiêu? MGL nhân, đúng rồi, 1 trừ cos alpha 0. Đấy. Tiếp, Khánh nào. Động năng của chúng ta bằng gì Khánh nhỉ? MGL mở ngoặc gì? Cos alpha trừ, đúng rồi. Và lúc này nó mới bằng MV bình trên 2 nhớ chưa? Lúc này mới bằng MV bình trên 2 được nhá. Tức là nó tính gián tiếp thông qua mình lấy thế năng, lấy cơ năng trừ đi thế năng.
Nào từ đó suy ra công thức số 2 là cụm công thức liên quan đến vận tốc. Vận tốc là cũng là không bị ảnh hưởng. Các bạn cứ nhớ là các công thức này không bị ảnh hưởng nhá. Tất cả các trường hợp đều dùng được. Thế năng bằng bao nhiêu, à, vận tốc bằng bao nhiêu trung an? V bằng gì? Căn 2 GL nhân mở ngoặc cos alpha trừ cos alpha 0, đúng không? Đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ là công thức số 3, đó là bổ sung công thức liên quan đến gia tốc. Bổ sung gia tốc. Được chưa? Gia tốc thì có hai loại A. Hai loại A. A thứ nhất là A hướng tâm thì bằng V bình chia cho L. Còn A thứ hai là A tiếp tuyến thì bằng gì? G nhân sin alpha. Đấy. Và từ hai cái này ta sẽ suy ra được là A toàn phần thì sẽ bằng căn bậc 2 của A hướng tâm bình phương cộng với A tiếp tuyến bình phương. Được chưa? Đấy. Công thức số 4. Một công thức nữa thôi. Đấy. Đó, công thức liên quan đến cái lực căng dây T. Lực căng dây T. Nhá, lực căng dây T. Thực ra ở trong cái này các bạn thì nó có hai cái thành phần thôi, đó là lực căng dây T với cả cái gì các bạn biết không? Ờ, với cả cái lực không phải lực kéo, là có lực kéo gì em? Nó chỉ có lực căng dây T với cả cái trọng lực kéo xuống thôi. Lực căng dây T là gì nhỉ? Vẫn là MGL. À có MG thôi, không có L. MG nhân trước cho ghi rồi ấy. 3 cos alpha trừ 2 cos alpha 0 nhá. Đấy, chúng ta còn cái đoạn mà bài tập lực căng dây là còn chưa xả cho các bạn thôi. Là các bạn xem trong cái phiếu của chúng ta còn gì các bạn hỏi đi cho nó chủ động. Ok, anh sẽ giải đáp cho các bạn hết để các bạn học câu 75. Một con lắc đơn đang dao động với biên độ góc bằng 9 độ. Đấy, bây giờ để đỡ dối nhá. Đúng chưa? Nó rõ ràng nó dao động nhỏ đấy. Đấy. Tốc độ của vật ở thời điểm T0 bằng bao nhiêu? Đấy, tốc độ tức là vận tốc, độ lớn của vận tốc đúng không? Dùng một công thức thôi. Xem có ra không nhá. Chắc không ra. Từ từ xem nào. Nó có ly độ vật nhỏ này, ly độ góc là như này. Tốc độ của vật nào? Rồi ok, không sao, thử sức thôi các bạn. Như anh để tính V chúng ta sẽ dùng công thức là căn 2GL nhân với cos alpha, thì ở đây có phải là cos của 4,5 độ không? Trừ cos của 9 độ không? Lớp mình có hiểu không? Đấy, được chưa? Như vậy cái bài này bị thiếu gì các bạn biết không? Thiếu cái L. Thiếu cái L. Nghe thiếu. Trung án lại nghĩ vậy thì cười. Nào bây giờ cái L. Nhìn ở đây một phát là ra rồi. Có phải nó cho S đúng không? S bằng bao nhiêu? 2,5 pi cm.
Nhưng mà chúng ta lại có này. Bình tĩnh, một phát là ra này. S của chúng ta có phải bằng alpha nhân L không? Thế thì suy ra L của chúng ta có phải là S chia cho alpha. Nhưng alpha phải tính theo gì đây? Radian. Nhớ chưa? Thì các bạn phải đổi từ 4,5 ra radian là xong, thay vào đây. Đúng không? Các bạn bằng này, căn 2 của này, nhìn này, bấm máy tính một phát là ra E2 này nhân G, G là 10 đúng không? Nhân L này. L bây giờ anh thay S chia alpha được không? L là bao nhiêu? À, S là bao nhiêu? 2,5 pi. Đấy, chia cho bao nhiêu? 1/40 á. Bình tĩnh nào. Ta có 180 độ thì là tương ứng với pi đúng không? Các bạn có 2,5 pi cơ mà. À đâu nhầm. 4,5 độ. 4,5 độ thì là bao nhiêu? Đấy, thì nó là pi chia 40 đúng không các bạn? Nhớ chưa? Đấy. Thì chỗ này là S là S là 2,5 pi, còn cái ở dưới cái alpha của chúng ta là pi chia 40. Đấy, bạn nhớ là pi chia 40 như này. Đó, tí nữa nó ra rất là đẹp. Và nhân cốt của 4,5, cái chỗ này là cốt. Các bạn không cần đổi nhá. Cốt thì cốt của 9 độ hay là như nào đấy? Đấy. Bấm máy thôi, nhưng mà nhớ đổi sang radian nhá, à đổi sang độ nhá, tại vì lỡ dùng độ rồi. Cốt. Sao bao nhiêu? Bấm đi, các bạn bấm đi, anh không bấm nữa. À, nhung ra 43, các bạn bấm đi, các bạn bấm là để anh đi kiểm tra vở xem nào. Các bạn lười lười đi. Nghe. Đấy. Dùng đúng một công thức đúng không? Anh đang đưa về bài toán về nó là dùng công thức đúng cho mọi trường hợp chứ không phải là công thức mà chúng ta phải nhớ nhiều lần nữa các bạn. Hiểu không? Đấy, tóm lại G là như thế nào? Còn lại các cái khác nó tự theo. Được chưa? Nhá. Đấy. Đấy à? Ô chết rồi, tại sao lại có bài tập ở đây? Phải phát rồi. Tự dưng lại có bài tập các bạn ạ. Vô lý thật. Ừ. Hả? Thôi đi, số 1 và số 2 mà. Thế số 3 rồi. Hôm sau hoa là làm ở đây nhưng số 3 kiểm tra rồi số 3. À, em lấy số 1 không lấy số à lấy số 2 không lấy số 1 à? Thấy thiếu gì không? Số 2 đúng không? Mình phải có số 1 nữa nó mới đủ chứ. Em cầm cho cái gì ạ? Ờ. Cầm cái hạt phương. Cái hạt phương. Cái hạt phương là đứa nào cầm nhỉ? Đợt trước là đứa nào gần nhà ấy nhỉ? Thảo đúng không? Không ốm ốm thì vẫn phải làm bài chứ. Lừa nó xứng với nhau quá cả trường. Đưa bài tập. Tại sao lại đưa bài tập? Tôi phải lừa nhau, lừa lòng. À, xong chưa? Đấy. Là các bạn đã hiểu câu này chưa? Quỳnh Anh hiểu câu này chưa? Dùng một công thức rồi. Nhớ. Hả? Lý độ cong là liệu dài em. Ơ, à, cái hình vẽ này đã nói vừa lấy chỗ đoạn nào nhỉ? Đây này, cái đường này là gọi là lý độ dài hay là lý độ cong này? Còn cái góc này gọi là lý độ góc này. Nhớ chưa? Nào con nữa đi. Nào cứ hỏi mạnh dạn đi. 76. 76 vừa chữa được cái gì đó. Thằng nào hỏi 76 ấy, đấm vào mồm nó rồi. Vừa chữa một hồi. 77 đi. Nào gia tốc. Anh sẽ giải quyết hết cái gia tốc cho các bạn thì các bạn đỡ dối nhá.
ưu ái các bạn ấy là dùng các cái công thức gọn lắm rồi đấy, chưa dồn hết về rồi, bây giờ không sợ con lắc đơn nữa, thì về các bạn làm phiếu bài tập các bạn sẽ thấy nó còn dạng khác. Anh bảo cái con lắc đơn này, cái tài liệu cũ là 100 mấy dạng, còn nó chia nhỏ là 10 mấy dạng 100 bao nhiêu bài ấy. Nào, con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ là alpha 0 này, nó là dao động điều hòa nhá, nhưng mà chúng ta dỗi chúng ta không làm dao động điều hòa kệ đúng không. Gia tốc ở biên gấp 8 lần so với gia tốc ở vị trí cân bằng, hỏi alpha 0 bằng bao nhiêu. Nào, gia tốc ở biên được chưa, gấp 8 lần gia tốc ở vị trí cân bằng. Thì bây giờ ở biên này, các bạn nhớ ở biên này thì chúng ta có cái góc alpha bằng alpha 0 đúng không, còn ở vị trí cân bằng thì ta có alpha bằng gì, bằng 0 đúng không. Nào, tại mỗi vị trí thì các bạn sẽ nhớ cho anh là chúng ta sẽ có hai cái dữ kiện xảy ra. Dữ kiện số 1 đó là chúng ta có A hướng tâm và chúng ta có A tiếp tuyến, có đúng không? Ở biên thì A hướng tâm bằng cái gì? V bình chia cho L, được chưa? Mà V bình bằng gì? 2GL nhân mở ngoặc cốt alpha trừ cốt alpha 0 đúng không? Nó bằng 0. Nào, nào, công thức có phải là cốt alpha trừ cốt alpha 0 không? Nhưng mà lúc này có phải nó là alpha 0 luôn không? Mà tại biên thì các bạn nhớ là vận tốc bằng 0 không? Ok, lúc này nó chỉ có A tiếp tuyến thôi. A tiếp tuyến bằng G nhân với cả sin của alpha 0 đúng không? Nào, tại vị trí cân bằng, A hướng tâm của các bạn có phải lúc này A hướng tâm đang ở đỉnh cao phong độ không? Mắc không? Sẽ bằng 2GL, nhớ đây chỗ này chia cho L nhé, 2GL chia L này nhân với cốt của alpha, cốt alpha trừ cốt alpha 0 có phải là cốt của 0 không? Trừ cốt của alpha 0 không? Còn lúc này A tiếp tuyến thì bằng G nhân sin của 0 là bằng 0. Như vậy rất rõ ràng, tại biên thì ta không có A hướng tâm, còn ở vị trí cân bằng thì ta không có A tiếp tuyến, được chưa? Và nó bảo là vị trí ở biên thì gấp 8 lần so với vị trí ở giá trị cân bằng, thì các bạn chỉ cần chia tỷ lệ thôi các bạn. Ở biên ta sẽ có là G nhân sin alpha 0 chia cho ở vị trí cân bằng, có phải là ở vị trí bằng vứt L đi, còn là 2G chia cho cốt 0 là 1 trừ đi cốt của alpha 0, chúng ta thu được kết quả là bằng 8 lần. Ok chưa? Gạch cái G đi, chúng ta có alpha 0 ở đây và alpha 0 ở đây, được chưa? Thì câu chuyện ở đây là cho máy tính nó tính. Ok chưa? À, chúng ta shift mode radian rồi nhỉ? Anh để radian rồi đúng không? Uy tín rồi đúng không? À, chúng ta bấm phân số này, chúng ta có sin của x chia cho 2 nhân mở ngoặc 1 trừ cos x. Đấy. Và kết quả nó phải bằng 8 đúng không các bạn? Thử từng đáp án một, đáp án nào ra bằng 8 thì lấy. CLC 0.25 3.9 chưa ok, tiếp tục CLC đáp án B 0.375 2.63 không được, tiếp tục CLC 0.125 7.98 khoanh thôi. Ok chưa đấy. Còn đây anh thử ship sâu xem máy tính của chúng ta có tìm được không. Ship sâu 0.1 tìm về. Không được. Nó ra pi này các bạn ơi. À không phải. Đây anh phải trừ 8 nữa. Đây 0.1. Đây thử tìm đi. 0.1248 cũng được. Nhưng mà các bạn bấm máy của các bạn ngồi chờ lâu lắm. Tại vì máy của anh là nó dùng cái RAM của máy tính nó chạy nên nó nhanh hơn. Nhá. Đấy. Thì chúng ta chọn đến đấy. Cả lớp đã hiểu đoạn này chưa? Hiểu con này chưa?
nhá, dùng đúng một công thức, đó là công thức gì? Công thức tổng quát cho mọi trường hợp, không có chia. Tại vì anh thấy hay bị dối, các bạn hay bị dối là lúc thì dùng điều hòa, lúc thì dùng bình thường, đúng không? Dùng bình thường hết đi, tức là điều hòa nó cũng đúng, đúng chưa? Đấy, nó xem nhau một tí thôi. 78 nãy chơi chưa nhỉ? 78 chữa chưa? Chữa luôn, chữa nốt đi, chữa hết cho các bạn mấy cái gia tốc đi, không có khó. Còn mấy cái kia các bạn dễ, các bạn về làm. À thôi, tập chữa nào. Một con lắc đơn treo một sợi dây không giãn rồi đọc lại. 0,1, tóm lại là alpha 0 là 0,1. Tỷ số giữa gia tốc tại vị trí cân bằng và gia tốc tại vị trí biên. Vị trí cân bằng với vị trí biên là cái số này, nhưng mà nó ngược lại, hiểu không? Mình vừa tính ra là ở vị trí biên chia cho vị trí cân bằng, và bây giờ nó là vị trí cân bằng chia vị trí biên. Vậy ta lấy 1 chia cho, rồi các ấn nút CLC với x là bằng 0,1. 0,1 luôn, đáp án A xong. Có hiểu không? Này, đây nó bắt tính tỷ số giữa gia tốc tại vị trí cân bằng với vị trí biên, mà bài trên ta vừa bấm của biên chia cho cân bằng. Thì ta bấm vào máy tính, ta ấn 1 chia cho cái tỷ số vừa nãy chúng ta bấm. Chúng ta thay x bằng 0,1 là xong. Có hiểu không? Ở đây có chưa hiểu gì à? Bài trên nhá, bài trên đọc kỹ này. Bài trên là gia tốc của biên so với cân bằng, đúng không? Bài dưới nó hỏi là cân bằng so với biên, hiểu không? Thì anh chỉ bấm 1 chia cho cái phép toán của bài trước, hiểu chưa? Xong thay cái số góc alpha 0 ấy, alpha 0 nó cho thẳng là 0,1 thì tính thôi. Đấy, nốt đi, xem còn nốt đấy, mấy câu cuối khó khó không, còn câu nào nữa không? 10 câu khó nhất là đã giải quyết hết rồi nhá. Đấy, như vậy là các bạn chú ý này, 10 câu khó nhất là hết rồi, về là các bạn làm hết 80 câu này. Thế là nó chỉ còn lặt vặt thôi, chữa gần hết rồi. Đấy, còn những bài tập khó hơn thì nó ở chờ các bạn ở cái phiếu này nữa. Không, dễ mà, bài tập này dễ mà, tiếng qua tổng hợp. Ok. Nào, nghỉ được chưa? Ok nhá.